chúng ta sẽ xếp quà về ý làm thành một cái thành phẩm trang trí Tết. Các bạn mà dùng giấy đỏ thủ công hoặc là giấy đỏ nhung đơn giản thôi nhé. Rồi sau đó các bạn phân ô khoảng 1-2 cm tùy cái sở thích của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta xếp. Quan trọng thì cái đường gấp nó thẳng hàng với nhau là được rồi các bạn. Đấy. Xong một mặt các bạn lộn lên một mặt khác. Thế chúng ta làm tiếp. Sau khi xong một sắp xếp quạt thì một là chúng ta cố định một đầu, chúng ta buông hết cánh quạt và để chúng ta cái độ dài giấy nhiều thì chúng ta sẽ đi được nguyên đường tròn. Độ dài giấy ít thì chúng ta sẽ chỉ ra độ rộng bằng cánh quạt thôi. Còn các bạn muốn làm nguyên đường tròn luôn thì các bạn nên thắt cúc ở phía chính giữa. Cho đều nhau hai đầu. Nha, các bạn đo đều nhau hai đầu rồi các bạn cho vào chính giữa thành xếp lại. Chúng ta thắt cúc chính giữa. Đấy, ngay trên cái khớp này. Các bạn có thể cố định luôn bằng đồ bấm ha. Các bạn thắt nút dây, sau đó các bạn dùng keo hồ đây, để mấy bạn dán hai cái cánh quạt lại với nhau. Là các bạn dán hai cánh quạt lại với nhau cả. Xong.